Hello anh chị em, những ai còn follow những subscriber của kênh YouTuber Việt Doan này, anh ngẫu hứng làm cái clip này để up lên kênh YouTube để có một vài chia sẻ nho nhỏ với mọi người. Những ai nghĩ mình không còn hoạt động gì nữa, hay là những người còn quan tâm đến mình, muốn biết mình đang làm gì, hoạt động cái gì, thì cũng là cơ hội để mình quảng bá luôn. Thì anh em thấy cái kênh này nó như một cái viện bảo tàng nhạc chế. Hôm trước ngồi live stream trên kênh này thì có tận 17 đến 20 người vẫn mắt xem, và thật là bồi hồi xúc động khi vẫn có người nhắc đến cái rèm xanh, những bài nhạc chế sáng tác ngày xưa. Ôi rồi ôi, tí thì khóc. Thế nào, hình như là 6-7 năm rồi mình không động đến một tí gì cái kênh này, và hình như cũng thỉnh thoảng có up một hai kênh gì đấy à, một hai clip gì đấy. Cũng thông báo với anh em là mình sắp trở lại kênh YouTube, không có gì tham vọng gì lớn cả, nhưng mà mình thấy phí thôi, và mình sẽ nghĩ ra một cái con đã nghĩ ra cái concept của kênh này rồi, bật mí với anh em một chút. Về cái nội dung cụ thể thì chưa bật mí được, bật mí là sẽ hoạt động trở lại thôi. Tất nhiên là anh em follow mình thì biết là mình vẫn vẫn hoạt động trên cái mảng phim phim hài, sản xuất TVC viral. Sau quá trình rèn luyện trau dồi những cái mảng đó lâu năm thì mình rồi cũng sẽ đã trở thành một đạo diễn, diễn viên làm phim. Cho anh em nào chưa biết thì mình thông báo như vậy. Và mình có một cái trang web riêng là trang vietdoan.com. Ở đó nó có những cái sản phẩm mình đã làm điển hình, cảm thấy hài lòng trong nhiều năm nay. Đại loại là nó như một hồ sơ năng lực ấy. Anh em nào muốn book tôi sản xuất clip quảng cáo, phim ảnh thứ thì cứ lên đấy mà xem nhé. Ok. Còn cái kênh YouTube này thì sẽ có, sắp tới sẽ có. Và tôi thì cũng như bao video creator khác thôi, cũng phải theo dòng chảy thời gian, dòng chảy của Gen Z, đó là chơi top top. Và xin thông báo với anh em là đang có bốn, tôi sẽ có bốn kênh top top nhé. Ba kênh thì đang hoạt động rồi, đó là kênh Việt Johan này, kênh Đèn Đỏ TV này, và kênh Biệt Đội Loa Kèn. Còn một kênh nữa thì chắc là tầm 10 ngày 2 tuần nữa sẽ triển khai. Cái kênh Việt Johan trên top top là kênh hiện nay là đang chuyên làm về bia, nội dung vẫn là cái mặt hài hài tôi thôi, nhưng mà cái môi trường là môi trường môn bia. Kênh thứ hai là kênh Đèn Đỏ TV, kênh đang chuẩn bị up lại các clip mới đây. Cái kênh đấy thì nó như kiểu là một tình huống hài như loa phường rồi thì biến văn hóa ngày xưa đấy, anh em nào follow thì biết. Kênh thứ ba, kênh này rất đặc biệt, đó là một cái series web drama siêu anh hùng trong trí tưởng tượng của tôi, và tôi thực hiện nó lại bằng bằng một bộ web drama. Bộ đó quay trong mùa dịch và đã cũng có up trên YouTube rồi, nhưng mà nó bị cứ dở chừng quá và nó bị fail với anh em. Và tôi sẽ cho toàn bộ anh em xem lại phần 1. Sau đó thì cái phần 2 mà tôi đang edit tiếp để cho mọi người hình dung được cái câu chuyện đó như thế nào. Đó là bao nhiêu công sức xương máu của tôi với cả cái bộ web drama này này. Tất nhiên là cái này thì nó không hy vọng cắn chen hay là cái gì đâu, nhưng mà phải lên sóng cái bộ đấy. Và một cái kênh thứ tư là kênh tôi kết hợp với một đơn vị làm khác, đại khái thế, nhưng không phải ekip của tôi, nó cũng là những tình huống hài, nhưng mà cái concept nó thì khác với cả các concept của ba kênh còn lại. Các bạn nhớ nhá, lên top top search Việt Johan này, Đèn Đỏ TV này, và Biệt Đội Loa Kèn nhé. Đó, và tình hình thì tôi cũng sẽ trở lại cái cây đàn guitar với một chức danh mà tôi đã tạm hoãn 4 năm nay, đó là một giáo viên dạy đàn. Dịch sau là tôi cũng chuyển nhà đấy, cái rèm xanh cũng chia tay rồi, vân vân vân, rất nhiều thay đổi xáo trộn. Bây giờ ổn định lại rồi thì chuẩn bị mở lại cái lớp guitar anh em nhé. Vâng, và màn cuối cùng quảng cáo đó chính là lại một lớp nữa dành cho những em quan tâm đến phim ảnh, viết lách, làm content và viết kịch bản. Đó chính là một lớp dạy đào tạo viết kịch bản.
lớp học biên kịch này nó rất là đặc biệt khi tôi đã dùng chính những cái kinh nghiệm của mình trong rất nhiều năm trực chiến làm tất cả các cái dự án từ nhỏ đến to để đưa vào trong cái giáo trình này, giúp cho những người biên kịch như anh em tìm hiểu biên kịch, muốn làm content, muốn làm content mạng xã hội, muốn viết phim, viết vân 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 vân, có thể có những kỹ năng đó một cách thực trực chiến và rất thực dụng, có thể ra nghề được anh em nhé. Chứ không phải là bị trôi lăn vào những thứ quá mang tính hàn lâm hay là vĩ mô, mà các bạn sẽ được trở thành một người biết được vấn đề, viết ra được những kịch bản như thị trường đương đại yêu cầu. Ngoài ra thì những cái dự án về âm nhạc sáng tác, thực sự đó là một cái nỗi trăn trở, nó còn hơn cả nỗi trăn trở ấy, nó còn là một cái gì đó rất là không dùng từ gì, nó bức bối trong bản thân tôi. Bởi vì ai mà chơi thân tôi biết là cái kênh Việt Johan YouTube này lập ra không phải để làm nhạc chế, mà là để muốn thể hiện những cái khả năng sáng tác của mình ngày xưa với những bài hát rất là nghiêm túc. Tuy nhiên thì và gắn liền một cái đàn guitar. Tuy nhiên thì để nó viral hơn ấy, để được mọi người chú ý hơn như ngày xưa làm nhạc chế. Và thế quái nào sau đó thì một thời gian cái kênh này được biết đến rồi, up lại lên, sau đó thì up những cái bài sáng tác lên để hòng được mọi người ấy, thì mọi người lại đều nói là cái ông này không hợp, nhìn mặt nhưng mà chỉ thấy tưng tửng thôi chứ không hợp với các bài sáng tác đâu. Eo đọc thì cũng đọc đau lòng lắm thật sự anh em ạ. Nhưng khổ nỗi là mình gắn liền với cả nhạc chế quá nhiều rồi, nên chính mình xem lại những bài mình sáng tác rồi mình hát với cả toàn bộ cái năng lượng nghiêm túc và tâm huyết của mình, có những cái câu chuyện cuộc đời trong đấy. Khổ nỗi là mặt mình là làm sao thật ý. Tôi đang cố gắng để dung hòa cái điều đấy đây. Đó, đấy là câu chuyện ngày xưa đấy. Thì tôi cũng sẽ cố gắng trở lại là trở thành một người sáng tác âm nhạc. Thật ra là tôi vẫn sáng tác mà vẫn chế nhạc đấy các bạn ạ. Nhưng mà phục vụ cho doanh nghiệp, cho các dự án marketing. Đại loại vậy, các bạn hiểu rồi đấy, đúng không nào? Các TVC viral của những bài nhạc chế, những bài sáng tác chẳng hạn, hô khẩu hiệu gì đấy. Rồi các doanh nghiệp sáng tác bài công ty. Thế còn những cái bài thôi không dông dài nữa, chắc chắn tôi sẽ phải trở lại với cả các bản sáng tác của mình. Mà tôi sáng tác được đến hơn 40 bài không nhá. Kênh này up lên chỉ được 1/4 này thôi. Tôi chấp nhận, sẽ chấp nhận là khuôn mặt mình nó như vậy, nó không thay đổi được. Mình không có tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên là mặt nhìn nó khó chịu được. Thôi đành chấp nhận bản thân mình vậy. Mình phải chấp nhận bản thân mình thì khán giả chấp nhận mình được, đúng không ạ? Ok, thôi câu chuyện đến hồi kết thúc. Video cũng dài lắm rồi. Để một chút tương tác với anh em, xem anh em còn nhớ mình không, anh em còn ủng hộ mình không, và để thông báo cũng như quảng cáo những cái dự án đang và sẽ làm. Và hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tôi, không chỉ là trên cái nền tảng này mà trên các nền tảng khác. Và chắc chắn tôi sẽ thời gian tới những cái sản phẩm của tôi sẽ là tất cả các chất xám của tôi được tích lũy từ bao nhiêu năm nay, những kinh nghiệm, những thứ còn ấp ủ sẽ được tung ra trong thời gian tới. Thế thôi, hết chuyện rồi. Chào anh em nhé.